Bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em có một cái sản phẩm muốn gửi quý anh chị là một lô đất nằm trong khu dân cư đông đúc ha, mặt tiền đường bê tông, cách đường nhựa là khoảng tầm 100 mét nha quý anh chị, chưa tới 100 mét. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Thì ở đây thì em xin nói luôn là khu dân cư đông đúc nha, gần trường học, chợ, ủy ban và đặc biệt là đi ra biển Long Hải khoảng tầm 5 phút đi xe nha quý anh chị, khá là gần ha. Thì hôm nay em có một lô đất chủ đã bao quanh hết lưới 70 rồi, ngang là 6 mét, sâu là 23 mét, 22,9 mét, còn 10 phân nữa là 23 mét, và chủ đã lên 50 mét thổ cư phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, cao hơn đường là 10 phân ha. Chủ đã bao quanh hết lưới 70 rồi. Ở đây được cái là xây dựng tự do nha quý anh chị. Đây này, chủ đã rào lưới hết rồi nè. Mà giá chỉ có 1 tỷ 3 thôi quý anh chị. Nằm ngay trung tâm thị trấn Long Hải ha. Tiện ích xung quanh, khu dân cư đông đúc, cách đường nhựa khoảng tầm 100 mét thôi ha. Ở đây thì dân cư rất là thân thiện nha quý anh chị. Đấy. Đó. Lúc mà em quay thì có mấy cô gì nè, chú bác ra nói chuyện khá là vui quý anh chị. Cũng mong muốn là có anh chị nào lớn tuổi về đây nghỉ ngơi ha, nghỉ dưỡng với mấy cô chú này cho vui. Cô chú nói vậy tại vì cô chú này cũng lớn tuổi rồi, muốn khu mình nó, khu dân cư của mình nó đông á, nên là quý anh chị nào mà muốn nghỉ dưỡng về đây thì em thấy là rất là thích hợp, tại vì tài chính khá là mềm quý anh chị. Giá chỉ có 1 tỷ 3 thôi. Khá là mềm nha. Tại vì đất của mình đó là, em xin nói luôn là đất của mình là đất sạch ha. Đất phủ hồng toàn bộ hết, nằm trong khu dân cư đông đúc, rất là an ninh nha quý anh chị. Đường ô tô vào tới nơi nha. Đây, rào bo cái cua này cái là tới đường nhựa rồi ha. Thì ở đây thì về từ cái vị trí của mình đó quý anh chị, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tầm 90 km nha quý anh chị. Thì quý anh chị xuống biển Long Hải là đi xe máy ra đây là khá là gần nha quý anh chị. Tại vì mình sát với biển Long Hải luôn. Đây là đầu đường đi vào này. Đấy, đường nói chung là đường ô tô vào đến nơi nha quý anh chị. Cách cái đường nhựa này khoảng tầm 100 mét thôi ha. Đi ra đây là trường học, ủy ban, chợ luôn ha. Đấy, thì quý anh chị nào mà tài chính thấp muốn tìm đất sạch ha, đất phủ hồng xây dựng tự do ngay trung tâm thị trấn Long Hải thì inbox liền cho em cái lô này nha quý anh chị. Tại vì cái lô này nói chung là chủ đang bán lỗ ha, lỗ nặng luôn. Tại vì cái lô này nó chủ mua ngay cái thời điểm lúc trước là rơi vào, chủ nói là tầm 1 tỷ 7, 1 tỷ 6, 1 tỷ 7 ha. Nhưng mà chủ hiện tại đang vay ngân hàng quý anh chị nên chấp nhận bán lỗ ha. Đầu đường đi vào mình có quán cà phê Hoa Sứ quý anh chị nè, có cà phê Hương Sứ ha, cà phê khá là lớn luôn. Và đây là đường Phạm, đường Nguyễn Tất Thành nha quý anh chị. Đường Nguyễn Tất Thành này là đường 36 mét, kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về biển Long Hải, đi về biển Phước Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận là đi đường này ha. Đường này gọi đường Nguyễn Tất Thành, đường ven biển nha quý anh chị. Đây, từ cái vị trí đi ra là ra biển khoảng tầm 5 phút là đến ha. Còn hướng này là về trung tâm thành phố Bà Rịa, về thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây, quán cà phê này nè. Đấy, quán cà phê Hương Sứ này ha. Rồi, để em quay cái sổ và soi quy hoạch của anh chị xem. Đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Đây. Lô đất số là 29, tờ bản đồ 179, địa chỉ là thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 122,6 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 50 m thổ cư, còn lại cây lâu năm ha. Thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình ha. Để em soi quy hoạch của anh chị xem. Là quy hoạch của mình quý anh chị ha, ngang là phía trước là 5,9 m này, thiếu 10 phần là 6 m, nở hậu là 6,1 m cho quý anh chị. Đó, sâu là 22 ha. Đấy. Rồi, quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm trung tâm thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì inbox cho em ha. Đất phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị, nằm trong khu dân cư luôn. Đấy, khu dân cư đông đúc quý anh chị ha.
đây là vị trí đất mình đây ha, đi ra đây là đường 36 mét Nguyễn Tất Thành này, đi xuống đây ra biển luôn nè. Đấy, từ vị trí nhà mình ra biển Long Hải khá là gần, nhưng quý anh chị đi tầm 5 phút ha, 5 phút là đến rồi. Đấy, thì quý anh chị quan tâm inbox cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho một like và đăng ký kênh cho quý anh chị.